Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2018 có những chương trình như sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quảng Bình. Chương trình nghệ thuật đặc biệt bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Chuyên gia Cuba khám bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Chuyên mục những bông hoa đời thường có phóng sự xe cấp cứu miễn phí nơi miền quê nghèo. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 26 tháng 8 năm 2018, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác đã đến Đồng Hới bắt đầu chuyển thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Đón đoàn tại sân bay Đồng Hới về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Quảng Bình. Nổi bật là công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt tình hình kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng mạnh, trong đó cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, du lịch phục hồi mạnh mẽ sau sự cố môi trường biển, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng, công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình chính trị xã hội ổn định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế, Quảng Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự quan tâm hơn nữa của chính phủ và các bộ ngành trung ương. Để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tỉnh Quảng Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ tham mưu sớm bố trí nguồn vốn triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp của tỉnh trong năm 2018. Cho phép thực hiện thí điểm việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại cảng hàng không Đồng Hới. Về nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét lại số vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức dự kiến sao cho tỉnh. Về hỗ trợ các dự án trọng điểm trên địa bàn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 và dự án hạ tầng trung tâm điện lực Quảng Trạch vào danh mục các dự án cấp bách, đồng thời chỉ đạo EVN sử dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất để thực hiện tiến độ phát điện theo kế hoạch. Quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư dự án kè và đường giao thông khu vực Hồ Bào Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch. Cho phép triển khai thực hiện đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp quốc lộ 9B, đoạn km 0, km 4, Quản Hầu, Vĩnh Tuy và km 20, km 52, ngã ba Vạn Ninh, ngã ba Tăng Ký. Chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải xây dựng nhà ga mới của cảng hàng không Đồng Hới năm 2018. Cho phép Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện việc di rời và đầu tư xây dựng trạm phát sóng FM phủ sóng khu vực Bắc Trung Bộ, thay thế cho hệ thống phát sóng AM hiện nay. Cho phép triển khai thực hiện đầu tư một số đoạn tuyến thuộc dự án đường ven biển tỉnh Quảng Bình theo thứ tự ưu tiên về mức độ cấp thiết. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, với tư duy đổi mới, sáng tạo, Quảng Bình đã và đang khẳng định sự đi lên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch. Quảng Bình với những lợi thế riêng có đang khẳng định vị thế là một trong những viên kim cương xanh trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
Thủ tướng hoan nghênh việc Quảng Bình chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn và hy vọng thông qua hội nghị, Quảng Bình sẽ tiếp tục đón gió đầu tư để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đối với những đề xuất kiến nghị của tỉnh Quảng Bình liên quan đến việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành quan tâm hỗ trợ tỉnh để triển khai có hiệu quả, và trong quá trình thực hiện các dự án phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường với phương châm giữ gìn môi trường sống hôm nay để phát triển trong tương lai. Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục đoàn kết, quyết tâm để đưa Quảng Bình phát triển cao hơn và toàn diện hơn nhằm góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất điện và phân bón khoáng hữu cơ do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dự án Việt Nam đầu tư xây dựng tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Cùng đi với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương liên quan. Dự án nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất điện và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dự án Việt Nam có tổng mức đầu tư gần 1.380 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích 9 hectare. Dự án nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương, cung cấp phân bón và đất sạch phục vụ nhu cầu nông nghiệp sạch, sản xuất điện thương phẩm và năng lượng tái tạo. Quy mô công suất dự án phân loại và xử lý 245 tấn rác thải sinh hoạt trên một ngày, phát điện công suất 10 MW, sản xuất 10.000 tấn đất sạch và phân bón hữu cơ trên một năm. Hệ thống dây chuyền sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất của Cộng hòa Liên bang Đức. Sau khi trực tiếp tham quan dây chuyền hoạt động của nhà máy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những thành công bước đầu mà dự án mang lại. Thủ tướng nhấn mạnh, môi trường là vấn đề đang được quan tâm, không chỉ đối với Quảng Bình mà tất cả các địa phương trong cả nước. Chính vì vậy, sự ra đời và hoạt động của những dự án xanh như nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất điện và phân bón khoáng hữu cơ, với việc sử dụng công nghệ hiện đại, điều hành tự động sẽ góp phần vào việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng và tâm huyết của ban lãnh đạo nhà máy, các chuyên gia nước ngoài và đội ngũ cán bộ, người lao động. Thủ tướng tin tưởng rằng sau khi hệ thống dây chuyền hoàn thiện sẽ không chỉ cho ra những sản phẩm thân thiện với môi trường mà còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường của địa phương. Thủ tướng cũng lưu ý, thời gian qua ở Việt Nam đã có nhiều nhà máy xử lý rác thải được triển khai nhưng không phải dự án nào cũng thành công. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ hy vọng và tin tưởng với công nghệ tiên tiến hiện đại đến từ Cộng hòa Liên bang Đức và sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu, nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất điện và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Việt Nam sẽ thành công và đạt được mục tiêu đề ra. Khẳng định việc xây dựng nhà máy là hướng đi đúng trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng đề nghị dự án tiếp tục tập trung triển khai các khâu cần thiết để hoàn thiện hệ thống dây chuyền công nghệ, đảm bảo việc xử lý rác thải đúng quy trình, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đoàn kiểm tra và đánh giá chính thức dự án để công nhận hiệu quả của dự án, đồng thời hỗ trợ nhà máy khắc phục những tồn tại và sớm hoàn thiện dự án. Ngoài ra, sau khi dự án hoàn thiện và sản xuất điện thành công, sẽ làm việc với Điện lực Việt Nam để tiến hành đấu nối vào điện lưới của quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng tại địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Quảng Bình quan tâm tạo mọi điều kiện để công ty tiếp tục hoàn thiện nhà máy và tổ chức sản xuất có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chi tiết về chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 107 năm ngày sinh và tưởng niệm 5 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tối qua ngày 25 tháng 8, huyện Lệ Thủy đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp có 5 chương, đó là quê hương tuổi thơ, đại tướng huyền thoại, đại tướng về thăm quê, khúc tưởng niệm, nhịp sống hôm nay,
Xuyên suốt chương trình là các làn điệu dân ca hò Khoan Lệ Thủy và những ca khúc ca ngợi tri ân công lao của đại tướng. Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Kiến Giang hiền hòa của quê hương Lệ Thủy, tuổi thơ của đại tướng Võ Nguyên Giáp được đắm mình trong những lời ru ngọt ngào từ các làn điệu hò khoan sâu lắng, góp phần hun đúc nên nhân cách lớn, tâm hồn cao đẹp của người. Chương trình nghệ thuật đặc biệt bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp là lời tri ân, là tấm lòng tình cảm của người dân Lệ Thủy nói riêng và Quảng Bình nói chung đối với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thông qua chương trình góp phần vinh danh, bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hò khoan Lệ Thủy. Đây cũng là chương trình nhằm giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, ghi nhớ những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cho ông đi trước, cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng nay ngày 26 tháng 8, tại sân golf FLC Quảng Bình đã diễn ra lễ khai mạc giải golf ấn tượng Quảng Bình. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Đây là giải golf do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom phối hợp tổ chức. Giải đấu nằm trong khuôn khổ của hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa, thể thao, chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 và chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự giải có hơn 100 vận động viên trong toàn quốc. Các golf thủ được chia thành các bảng tính theo thể thức thi đấu của luật golf quốc tế. Đây là giải đấu mang tính chất giao lưu với hệ thống giải thưởng có giá trị, được tổ chức tại tổ hợp sân golf, một trong những điểm nhấn của quần thể FLC Quảng Bình. Là dự án nghỉ dưỡng có quy mô nhất miền Trung tính đến thời điểm hiện tại với tổng diện tích gần 2.000 ha và tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng. Đây cũng là điểm hẹn lý tưởng cho các giải golf có tầm cỡ trong nước và quốc tế. Thành phố Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Qua 10 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân, cấp ủy chính quyền các cấp, các đoàn thể thành phố đã thực hiện nghiêm túc các nội dung Ngày biên phòng toàn dân, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác tuyên truyền và hoạt động thực tiễn đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền các cấp, tích cực tham gia quản lý và bảo vệ biên giới vùng biển. Các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố luôn đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội biên phòng trong xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gần với thể trận biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Thời gian tới, thành phố Đồng Hới tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân để ngành biên phòng thực sự trở thành ngày hội của quần chúng nhân dân, xây dựng thể trận lòng dân vững chắc, bảo vệ biên giới vùng biển của Tổ quốc. Huyện Quảng Trạch vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Năm học qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Quảng Trạch đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Công tác huy động trẻ 5 tuổi vào trường đạt 100%, phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học đạt chuẩn mức độ 2, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Toàn huyện có 33 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 55% tổng số trường. Trong năm học, ngành giáo dục đào tạo huyện cũng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tích cực đổi mới phương pháp dạy học nên chất lượng mũi nhọn ngày càng cao. Toàn ngành có 49 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc và 24 tập thể cùng nhiều cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Năm học 2018-2019, huyện Quảng Trạch tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng bộ huyện về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá giai đoạn 2016-2020. Huyện Tuyên Hóa cũng vừa tổ chức hội nghị tuyên dương các cán bộ giáo viên học sinh có thành tích cao trong năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017, trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho trường mầm non Sơn Hóa. Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho trường tiểu học Bắc Sơn và trường trung học cơ sở Mai Hóa. Trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Khen thưởng 38 giáo viên và 42 học sinh vì đã có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi trong năm học 2017-2018.
Trong năm học vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp đến tận thôn bản. Các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu của chương trình khung, triển khai có hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Trong năm học 2017-2018, huyện Tuyên Hóa có 172 em đạt giải tại các cuộc thi cấp huyện và 21 em đạt giải tại cuộc thi cấp tỉnh. Toàn huyện có 49 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 9 trường so với năm học trước. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Chuyên gia Cuba khám bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Chuyên mục những bông hoa đời thường có phóng sự xe cấp cứu miễn phí lên miền quê nghèo. Chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành giao thông vận tải 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2018. Chiều qua ngày 25 tháng 8, công đoàn ngành giao thông vận tải đã tổ chức bế mạc hội thao truyền thống lần thứ 21 năm 2018. Tham dự hội thao có 142 vận động viên đến từ 24 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong hai ngày tham gia hội thao, các vận động viên đã thi đấu các bộ môn là quần vợt, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng. Thông qua giải đấu nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn ngành, tạo không khí thi đua sôi nổi nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành giao thông vận tải. Đồng thời tạo sự đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, công nhân viên giữa các đơn vị trong ngành. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho công đoàn văn phòng Sở Giao thông Vận tải, giải nhì thuộc về công đoàn công ty cổ phần 494 và giải ba thuộc về công đoàn trung tâm dịch vụ và quản lý bến xe. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao cả giải nhất, nhì, ba ở từng nội dung thi đấu. Thực hiện chương trình hợp tác y tế giữa Bộ Y tế Cuba và Bộ Y tế Việt Nam, từ tháng 6 năm 2018 đến nay, 4 chuyên gia Cuba về các lĩnh vực tim mạch, ung bướu, chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh đã đến làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hiện nay tại bệnh viện, các chuyên gia Cuba lĩnh vực tim mạch và ung bướu khám bệnh vào sáng thứ hai và thứ tư hàng tuần, các chuyên gia lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh khám bệnh vào sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia làm việc, bệnh viện đã cử những bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giỏi ngoại ngữ để phiên dịch và cùng tham gia khám bệnh với các chuyên gia Cuba. Riêng tại đơn vị khám và điều trị thường nguyện, 4 chuyên gia Cuba sẽ khám bệnh vào ngày thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần. Chuyên gia Cuba làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới thuộc chương trình hợp tác y tế giữa Bộ Y tế Cuba và Bộ Y tế Việt Nam, tạo điều kiện cho người dân Quảng Bình và các địa phương lân cận được hưởng những kỹ thuật cao trong điều trị, đồng thời giúp cho bệnh viện phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đào tạo nguồn cán bộ chuyên sâu. Hội Chữ thập đỏ thị xã Ba Đồn vừa tổ chức chương trình trao học bổng cùng em đến trường cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2018-2019. Học bổng cùng em đến trường với mục đích động viên, khích lệ tinh thần vượt khó của học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện vươn lên trong học tập. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thị xã đã trao 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã với tổng số tiền trên 45 triệu đồng. Chương trình trao học bổng cùng em đến trường nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em hội viên Chữ thập đỏ nghèo được đến trường. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình cũng vừa tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lệ Thủy. Dịp này, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức trao học bổng an sinh giáo dục cho 28 em học sinh là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lệ Thủy với mức học bổng mỗi em 500.000 đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần động viên cả em học sinh trước khi bước vào năm học mới. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội thi bò Belai năm 2018 tại xã Thanh Hóa và Lâm Hóa. Tham gia hội thi, các hội dân phải trải qua hai phần thi, gồm thi chất lượng bò Belai và thi lý thuyết, trả lời câu hỏi những kiến thức chăn nuôi bò Belai. Các hội dân tham gia hội thi đã thể hiện được sự hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân trong việc chăm sóc và phát triển đàn bò lai của gia đình. Thông qua hội thi nhằm trang bị thêm cho người dân những kiến thức và kỹ thuật trong chăn nuôi bò bê lai, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các hộ chăn nuôi, đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh phát triển đàn bò lai
giai đoạn 2016-2020 mà nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra. Nhằm giúp người dân phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống và tạo việc làm ổn định cho các hộ nghèo, từ tháng 5 năm 2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trạm Khuyến Nông huyện Quảng Trạch thực hiện mô hình chăn nuôi vịt trời thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp. Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện, dự án bước đầu đã đạt kết quả nhất định. Ban quản lý dự án đã đầu tư 6.000 con giống vịt trời đại xuyên một ngày tuổi, 30% thức ăn và hỗ trợ vaccine, kỹ thuật nuôi cho 20 hộ dân ở thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp phát triển chăn nuôi theo hình thức tổ hợp tác. Sau gần 4 tháng chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, cho thấy đây là giống vịt dễ nuôi, mau lớn, có tỷ lệ hao hụt thấp, thích ứng với điều kiện của địa phương. Mặc dù triển khai dự án trong điều kiện nắng nóng, nhưng tỷ lệ sống của đàn vịt đạt 94,7%. Trong lượng vịt lúc xuất bán đạt từ 1,1 đến 1,4 kg, với giá dao động từ 70 đến 100.000 đồng 1 kg. Dự kiến sau khi trừ mọi chi phí, lợi nhuận từ mô hình mang lại khoảng 300 triệu đồng. Việc đầu tư mô hình này đã giúp người dân xã Quảng Hợp giải quyết việc làm, giảm nghèo, tăng thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với tấm lòng nhân ái và suy nghĩ cho đi là còn mãi. Hơn một năm nay, người dân ở xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch khá quen thuộc với hình ảnh anh Trần Thanh Khiết cùng với chiếc xe ô tô của mình chở miễn phí hàng chục người không may bị đau ốm, gặp tai nạn kịp thời đến bệnh viện. Trong chuyên mục Những bông hoa đầy thương kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về người đàn ông giàu lòng nhân ái này. Hôm nay, cùng với anh Trần Thanh Khiết, chúng tôi đến thăm gia đình chị Trần Thị Diền ở xã Phù Hòa, huyện Quảng Trạch, người đã được anh kịp thời chở đi cấp cứu cách đây không lâu. Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thế nhưng trong câu chuyện với ân nhân, gia đình chị Diền không giấu nổi sự cảm kích và biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp của anh Khiết. Anh đến tận nhà anh chở, sau đó đi cấp cứu trạm xong thì anh chở tiếp về Ba Đồn. Giờ anh giúp cho chạy cấp cứu được mà chứ mà sống được lại đây. Sinh ra ở vùng quê nghèo, từng kiến nhiều cái chết thương tâm. Vì không kịp thời đi cấp cứu mà các nạn nhân đã tử vong, nên vợ chồng anh Trần Thanh Khiết đã quyết định thế chấp sổ đỏ, vay tiền ngân hàng để mua một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng để dùng vào việc chở người dân đến các cơ sở y tế mỗi khi ốm đau, hoạn nạn. Với tấm biển màu đỏ có in dòng chữ xe cấp cứu nhân đạo được gắn ở mặt kính phía trước của xe. Suốt hơn một năm qua, anh Khiết kiên quyết không nhận tiền của bất cứ ai mà mình đã chở đi cấp cứu. Nhiều lúc đêm hôm mưa gió thì tôi cũng phải cố gắng, dù chiếc xe của tôi nó cũ, đèn không được sáng lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng là giúp họ đem đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Tôi làm không phải là một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mà tôi sẽ làm hết phần đời còn lại của tôi. Với chiếc xe của mình, anh Trần Thanh Khiết đã hơn 50 lần chở người gặp nạn, đau ốm, kịp thời đến bệnh viện. Anh còn dán số điện thoại của mình ở trạm y tế, nhà văn hóa thôn để người dân khi cần sẽ gọi điện. Không riêng về gia đình tôi mà ở trong xã này có nhiều trường hợp thì cũng đã được là anh Khiết là đưa đón người đi kịp thời, và người ta cũng là hết sức là khen ngợi cái việc, cái hành động đẹp của anh Khiết. Chúng ta cần phải là tuyên truyền, động viên, cổ vũ và hỗ trợ thêm anh để anh là giúp đỡ thêm nhiều người khác. Bản thân tôi rất vui khi anh mà giúp đỡ được nhiều người, mặc dù là gia đình con hoàn cảnh con thì ăn học thì nhưng mà việc làm của anh là như thế là tôi vẫn ủng hộ anh, cái động viên anh là coi như là có những người họ điền nửa đêm hoặc những giờ là anh làm việc với tôi vẫn là động viên anh thôi thì đi giúp họ để cho họ qua cơn hoạn nạn. Dù ngày nắng hay mưa, anh Khiết và chiếc xe luôn sẵn sàng 24/24 giờ để vận chuyển bệnh nhân khi cần thiết. Có những lúc nửa đêm hay đang lựa bữa cơm gia đình, khi có sự nhờ vả của người dân là anh sẵn sàng lên đường. Những chuyến xe ẩm tình người đó đã giúp không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh vượt qua cơn nguy kịch.
xuất phát từ tâm lòng cũng như là thấu hiểu sự những khó khăn của bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện, thì anh cũng như gia đình đã vay mượn để mua một cái xe để chở những bệnh nhân đi cấp cứu. Thông qua cái việc làm của anh, từ đó để có cái sức lan tỏa trên địa bàn toàn huyện. Như Bác Hồ là vị chủ tịch danh dự của hội đã từng nói, đó là xuất phát từ cái tấm lòng nhân đạo cao cả của mỗi con người để đưa đến tình thương cho mỗi con người. Tình người với nhau thì tôi chủ yếu là giúp đỡ lẫn nhau. Còn những người họ có điều kiện để mà quay lại để mà cảm ơn mình thì cũng tốt, mà không thì họ điều kiện khó khăn thì mình cũng thông cảm cho họ thôi. Nhưng chủ yếu là mình giúp đỡ họ qua cơn hoạn nạn là mình cảm thấy sung sướng rồi. Việc làm của gia đình anh Trần Thanh Khiết là rất đáng cảm kích, mang đầy tình nhân văn. Cuộc sống xung quanh chúng ta cần có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực như vậy để mang thêm niềm vui, nụ cười và làm vơi bớt đi phần nào những lo toan bồn bề cho những người đang có hoàn cảnh sống khó khăn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2018, khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 64 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 96%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 64 đến 92%. Khu vực Phong Nha nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 92%. Khu vực thị trấn Quản Hầu nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 88%. Khu vực thị trấn Kiển Giang nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 67 đến 89%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2018, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 65.